những kẻ tiểu nhân học đạo kẻ tiểu nhân luôn mang trong mình nỗi sợ hãi và sự trốn tránh họ không thể đối diện với sự ngu dốt của chính mình và đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự rơi đọa ngu dốt không phải là một tội vì nếu không có sự ngu dốt không trải qua giai đoạn thiếu hiểu biết thì sẽ không có sự thông hiểu tuy nhiên nếu đã nhận ra mình ngu dốt mà lại cố gắng che đậy thì đó chính là tiểu nhân học đạo là người đệ tử chúng ta tuyệt đối không nên trở thành kẻ tiểu nhân như vậy hãy nhìn thẳng vào sự ngu dốt của bản thân mà cầu đạo cầu hiểu được chân lý và thực hành theo chân lý nếu có những điều khúc mắt chưa thể hiểu được chúng ta phải tìm hiểu suy ngẫm trăn trở thậm chí quên ăn quên ngủ để tìm ra lời giải đáp chứ không nên bỏ qua hay không quan tâm bởi nếu không hiểu rõ làm sao có thể chuyển hóa nghiệp được kẻ tiểu nhân chưa giác ngộ nhưng đã chết trong sự kiêu ngạo thay vì nhận ra thân phận nhỏ bé của mình họ lại tự mãn tưởng rằng mình đã giác ngộ chúng ta không nên làm kẻ tiểu nhân như vậy nếu biết rõ mình chưa đạt được sự giác ngộ không nên để cho lòng kiêu ngạo khởi lên dù chỉ trong lời nói đùa kẻ tiểu nhân thường xem kinh sách là chân lý tuyệt đối và cho rằng hiểu biết qua sách vở là giác ngộ. Nhưng họ đâu nhận ra rằng mọi kinh sách hay kiến thức học được chỉ là công cụ, không phải là trải nghiệm thực tế của chính mình. Chúng ta đừng làm kẻ tiểu nhân như thế. Hãy biến mình thành những cuốn kinh sống với sự trải nghiệm chân thành, chân thật, dũng cảm và bất tử. Những bước chân của chúng ta phải là những bước chân dung mạnh đối diện trực tiếp với tâm hồn mình và chấp nhận rằng tất cả đều là không thể nắm bắt. Thời gian là không thể nắm bắt, vũ trụ là không thể nắm bắt, thân xác là không thể nắm bắt, tâm hồn là không thể nắm bắt và tự do chính là nhận ra rằng chính mình cũng là không thể nắm bắt. Không thể nắm bắt chính là tự do. Năm căn năm lực trong niệm Phật. Tính tấn niệm định tuệ là năm món bảo bối giúp chúng ta giảng sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Một, tín là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện của Đức Phật A Di Đà và cõi tịnh độ của Ngài. Niềm tin này mạnh mẽ đến mức chúng ta không còn sợ hãi bệnh tật, khổ đau, không còn sợ hãi cái chết, dù có phải đối mặt với điều gì, dù có bị rơi đọa vào cõi nào, gặp phải loài quỷ hung dữ hay kẻ có sức mạnh đe dọa, niềm tin vào Đức Phật và câu niệm a di đà phật vẫn không hề bị lung lay hai tinh tấn là sự chăm chỉ thực hành vượt qua mọi sự chán trường mệt mỏi sự chăm chỉ ấy sẽ giúp chúng ta chuyển hóa mọi ác nghiệp trong tư tưởng và hành vi càng chăm chỉ niệm phật nghiệp chướng càng được chuyển hóa ba niệm là nhớ đến phật mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh nhớ phật chính là niệm phật niệm phật chính là chuyển hóa vì ý niệm dẫn đầu các pháp không có ý niệm thì không có tác ý không có tác ý không có nghiệp và hành động không có nghiệp và hành động thì không có nhân quả không có nhân quả thì không có cấu tạo vũ trụ cho nên ý niệm dẫn đầu các pháp thì ý niệm dẫn đầu chuỗi hành trình tạo nên môi trường sống bao quanh chúng ta và tư tưởng cá nhân là sự tập hợp của nhiều ý niệm những tư tưởng sai lệch với chân lý đã tạo ra sự vận hành của nghiệp, ngăn cản chúng ta nhận ra sự thật. Chúng ta đã tự mình tạo ra sự đầy đọa và giảm nhốt này từ vô lượng kiếp, cho nên chúng ta hãy tự hóa giải. Vậy niệm Phật là chuyển biến hàng dạng niệm về một niệm để chuyển hóa. Một mặt nương quay lực của câu Phật hiệu, một mặt nương vào chính sức mạnh bản thân. Bốn, định là định lực là lòng kiên định. Định này chẳng phải thứ gì đó cao sang mà chúng ta phải tìm kiếm. Định này chính là sự không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Nếu chúng ta ngã vào giặc dầu mà tâm vẫn niệm Phật, thì đây chính là định vô sông. Năm, tuệ, chính là tâm hồn Phật tánh, vốn chưa bao giờ rời xa chúng ta, vốn chưa bao giờ chết cho nên nếu chúng ta có thể niệm phật bằng tất cả tâm hồn thì sẽ chẳng còn ngăn ngại nào ngăn cản được chúng ta giảng sanh tịnh độ chúc mọi người thành công trên con đường niệm phật chuyển hóa và cầu giảng sanh về cõi tịnh độ